Xin chào tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bản của em. Thì đây là clip số 576. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày, thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 25 mã sản phẩm. Em sẽ lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một con cưa hàng mới 100%. Con này là hàng full vỏ, full bao bì hay các anh, hàng của nhà Tajima giúp em ha. Thì các anh thấy là con này là hàng mới hoàn toàn đó. Con này được sản xuất tại Nhật Bản giúp em nha. Đó, cái dòng này thì sẽ được sản xuất tại Nhật. Thì như các anh thấy là về tổng cái chiều dài của cái mã này nó sẽ tầm là 35 cm, với cái lưỡi của nó sẽ là 15 cm. Và đây người ta cũng thuộc cái dòng Smart Saw giúp em ha, của dòng Smart Saw luôn, dòng cưa thông minh. Dễ nhận thấy nhất là ngay cái phần lưỡi cưa, các anh thấy này, ngay cái phần lưỡi này nó được làm bằng một cái gọi là cái công nghệ đặc biệt, là nó sẽ tô rất là kỹ ở ngay cái phần đuôi, cái đầu cưa này, các anh thấy không đó, nên là nó sẽ có cái màu đen. Thì những cái con này thì nó sẽ làm gọi là nó được làm lạnh đột ngột để tạo cho cái con này nó có cái độ cứng và độ bén hơn để anh có thể sử dụng ha. Dạ rồi, con này mã số 1, hàng mới ha, giá của nó là 350.000 giúp em nha các anh. Đó, hàng mới bán giá bãi luôn ha, mã số 1 350.000 ạ. Và mã số 2 là một con đuôi chuột, dòng này là đuôi chuột 4 số giúp em ha. Thông số của nó sẽ là 17-22 và 19-24 ha, 17-22 và 19-24. Thì con này chất thép của nó là dày dặn giúp em nha, chất thép dày dặn và các đầu của nó là đẹp nè. Đấy, các anh thấy các đầu để các anh có thể vặn mở là những con này là đều đẹp hết ha. Đó, dày ngon lành, cành đào để các anh có thể là mình vặn mở mình làm nó tốt nhất ha. Size con này là 26,5, mã số 2, giá của nó là 400.000 nha các anh. Thì các anh có thể thấy là những phần thép bây giờ còn rất là mới này, con này dòng rất là ngon ha, của NGK Nhật Bản, mã số 2, 400.000 nha các anh. Và mã số 3 là một con kéo cắt tôn, dòng này là kéo cắt tôn cộng lực của nhà Miss West, con này hàng của Mỹ giúp em, made in USA, với cái phần lưỡi cắt của nó là còn đẹp nha các anh. Đây là một cái dòng có cái lưỡi cắt thẳng, với cái chất thép ngay phần lưỡi nó sẽ khác hoàn toàn so với cái phần thân, với cái chất thép được tô rất kỹ để mình có thể làm việc. Và cái phần tay cầm thì là dày dặn giúp em ha. Thì các anh có thể thấy ngay cái phần lưỡi của con này, phần lưỡi của nó là còn đẹp ha, nó vẫn còn cái đường răng cưa mịn để khi mà các anh cắt nó có cái độ cấu nha các anh. Đó, con này dài tổng của nó sẽ là 24 cm, cắt rất là khỏe ha các anh, con này cắt rất khỏe. Mã số 3, giá của nó là 330.000 nha các anh, mã 3, 330.000. Và mã số 4 là một con kìm mỏ nhọn. Đó, con này là kìm mỏ nhọn cong của Snap. Thì anh nào có các anh nào mà mình đã từng mua cái dòng của Snap kìm mỏ nhọn cong từ những đời trước thì các anh sẽ biết là thuộc những cái dòng như thế này á, là nó sẽ chỉ có in lụa thôi nha các anh, nó sẽ in lụa trên đây. Đó, nên là thành thử là khi mình vệ sinh thì nó sẽ bay mất cái tên hãng. Tuy nhiên thì anh thấy ngay cái phần tay cầm là một cái phần tay cầm rất là đặc trưng của nhà Snap này. Đấy, các anh thấy không? Nó rất là dày dặn ha. Nó làm bằng cái chất liệu rất là khác biệt nè. Đó, các anh thấy êm mà nó có cái độ chắc ha. Đó, con này tổng chiều dài của nó sẽ là tầm 25 cm. Đó, con này thì mũi nhọn của nó là dạng mũi nhọn cong nha các anh. Đó, đây, nếu mà tính từ cái phần mũi nhọn của nó thì con này nó phải lên tới là 27,5 luôn đó, nếu mà tính từ mũi nhọn cong mà trở xuống nè. Bên trong răng lợi con này là còn đẹp giúp em nha. Đó, các anh thấy không, các đường nè. Đó, răng miệng ngàn kẹp là ngon hết nha. Mã số 4, con này giá của nó là 600.000 nha các anh. Mã số 4, 600.000. Và mã số 5 là một con thước kẹp đồng hồ. Con này hàng của Mitu Toyo giúp em ha. Thước kẹp đồng hồ với cái chỉ số, size số của nó là 0.05. Hàng của Nhật Bản giúp em, made in Japan. Đây, các số liệu đây. Đó, mặt
Đó, anh thấy không? Đó, đặt số vẫn còn rất là rõ ràng ha, và đặc biệt là hai đầu kẹp con này là còn đẹp nguyên, không có bị hở hoặc là không có bị mòn sứt mẻ gì, đảm bảo để các anh có thể đo lường một cách tốt nhất ha. Đây, còn các chỉ số của con này đây. Đó. Thì dạ của nó là tiêu chuẩn là 150 mm, tương đương 15 cm giúp em ha. Đó. Dạ rồi, con này mã số 5 giúp em, giá của nó là 750.000 nha các anh, mã 5 750.000 ạ. Và mã số 6 là một con cần của nhà Tone. Con này hàng của Tone Nhật Bản, chất thép của nó là dạng chất thép đặc, rất là dày dặn. Các anh cầm là có cái độ đầm tay về để mình vặn nặng được ha. Đó, con này thì thông số của nó, dài tổng của nó sẽ là 37 cm. Đó, dòng này dài tổng là 37 cm giúp em ha các anh. Đó. Ngoài ra thì nếu mà các anh muốn làm thành cái cần chữ T, các anh chỉ cần xỏ một cái cần ngang qua nữa thì con nó thành cái cần chữ T luôn ha. Đầu mã này thì nó sẽ xoay được 180 độ này, để các anh có thể làm việc ngóc ngách rất là ok. Đầu 1 phần 2 nha các anh. Mã số 6, giá của con này là 380.000 giúp em. Mã 6, 380.000. Và mã số 7 là một con mỏ lết của nhà KTC nha các anh. Đó, con này thì nó dài, tiêu chuẩn của nó là 250 ha các anh. Đó, hàng của nhà KTC ha, Nhật Bản. Đây là về phần ngàm miệng của con này thì vẫn còn rất là ok để các anh có thể mình làm việc ha. Cái size ngàm của nó lên tới tầm 36 là cái dạng size tiêu chuẩn này. Đây các anh thấy không, 36 nó có thể lít mở rộng ha. Đó, con này là hàng của KTC Nhật Bản giúp em này. Đó, chất thép dày dặn thì đây là một trong những cái dòng mà các anh làm việc nó rất là tốt ha, với cái size ngàm cũng như là lẫn cái chiều dài để các anh có thể là mình vặn mở này, đây bên trong nè. Đó, nói chung là cái dòng này là một trong những cái dòng xịn ha, để mình làm. Mã số 7, con này giá của nó là 400.000 nha các anh, mã số 7 400.000 ạ. Và mã số 8 là một bộ dao của nhà Global nha các anh. Đây, con này là dao Global ha. Đó, một cái dòng dao rất là xịn sò, nó không có bị reset ha. Bộ dao này với cái thành phần dao là Chromova 18 stainless steel, thép không rỉ, thì đó là một cái gọi là cái thành phần, cái chất lượng của nó. Đó, cái thành phần thép nó giúp cho cái con dao này nó có cái độ sắc bén hơn bất kỳ cái thương hiệu hoặc là cái thành phần nào khác ha. Cái thứ hai là đây là một cái phần gọi là nó sẽ nối cả lưỡi với cả cái phần cán của nó luôn, là một khối như thế này, nó tạo một cái sự cân bằng ha. Đồng thời thì nó sẽ có cái chỗ mà để các anh để tay á. Đó, để khi mà mình làm á thì nó sẽ không có bị mỏi và nó cắt nó hoạt động tốt hơn. Ở ngay những cái phần thiết kế tay cầm, các anh có thấy là cái tay phần tay cầm này, nó sẽ tạo một cái độ ma sát để khi mà các anh khi mình cầm cái dầu mỡ nó cũng không có bị trơn trượt. Hoặc đồng thời là nó bên trong nó sẽ là một cái gọi là nó dạng rỗng á các anh. Đó, nó vừa giúp mình cầm con dao này nó nhẹ, nó thuận tiện, đồng thời là nó cắt không có bị mỏi ha các anh. Đó, đây là một trong những cái dòng dao mà được rất là nhiều đầu bếp tin dùng ha. Đó, nếu mà các anh mà có mình hay mình đọc những cái review của những khách hàng hoặc những đầu bếp để dùng rồi, họ đánh giá con dao này rất là cao. Mình một một cái con dao sắc bén trong nhà bếp thì giúp mình nấu ăn nó thoải mái, nó dễ chịu hơn. Thì bộ này nó sẽ gồm là 3 dao với 3 kích thước khác nhau, và bộ này là hàng còn mới ngon, chưa qua sử dụng ha các anh. Đó, nên các anh cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm. Về hình thái thì bây giờ em sẽ đo từng cái kích thước ha. Dạ, con đầu tiên này thì nó dài tổng của nó sẽ là 31 cm, với phần lưỡi của nó sẽ là 18 cm nha các anh. Đây là đối với con đầu tiên ha. Đó. Dạ, đây là con thứ hai thì nó sẽ dài tổng là 30 cm, với phần lưỡi là 17,5 nha các anh. Phần lưỡi của nó sẽ là 17,5 cm ha. Thì các anh cứ yên tâm về cái độ bén, về chất lượng lưỡi của những con này ha, hàng chưa có sử dụng đâu các anh ha. Dạ, con này thì là con nhỏ nhất nè. Đó, nó sẽ dài tổng là 25,5 với lưỡi cắt
nó là tầm 13 sen giúp em ha, 13 sen. Đó là tổng một bộ sẽ gồm 3 cây. Đó. Mình sử dụng gia đình làm bếp chuyên nghiệp là bộ này là cực kỳ xịn sò luôn nha các anh. Đó, mã số 8 giúp em ha. Đó, giá thành hôm nay em sẽ để là cực kỳ hữu nghị trong ngày hôm nay luôn ha. Giá đẹp chưa bao giờ có cho các anh, mã số 8 giúp em. Ôi, con này em quên ghi số ha. Thì thôi con này em để nó là mã số 0 nha các anh. Con này thì em để nó thành mã số 0 đi. Giờ em quên ghi số ha. Con này là một con cưa ngắt nha các anh. Đây là một con cưa ngắt giúp em ha. Thì hay còn gọi là những cái dòng cưa chi tiết trong kỹ thuật đó. Đó, nó cưa những cái vòng tròn, vòng ngang dùng để cưa chi tiết, cưa ngắt chẳng bonsai. Nó cưa những cái cành nhỏ ngắt để giúp các anh có thể là mình tỉa bớt hoặc là mình uốn ghép gì đó theo tùy theo cái nhu cầu ha. Tổng chiều dài của con này là 34 với phần lưỡi của nó là tầm 23 cm. Mã số 0 ha, con này giá là 250.000 nha các anh, mã 0 250.000. Dạ rồi, mã số 9. Mã số 9 là một con kìm của nhà Victor nha các anh. Con này thì hàng của Nhật giúp em nè, made in Japan ha, hàng của Nhật nè. Đó. À, với cái phần vỏ thì các anh thấy là nó sẽ lít lên hết cho tới tận thân luôn như thế này đó. Nên là các anh mình hoạt động làm việc là rất là êm ái an toàn luôn ha. Bên trong răng lợi con này thì còn đẹp nha các anh. Răng lợi con kìm này là còn đẹp luôn nè, các anh thấy không? Đó, phần lưỡi cắt là còn tốt. Chỉ có cái chỗ này thì nó hơi bị sứt chút xíu, nhưng mà khi mà các anh lít đây thì các anh thấy là nó không có bị hở này, các anh thấy không? Đó, nên là hầu như là ví dụ như một cái lưỡi thì nó sẽ bị bén khoảng tầm khoảng đây, nó chỉ bị lít một nhỏ thôi các anh, nó không có bị nhiều đó. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thực sự là nó không có đáng kể bao nhiêu, nên là khi các anh nhìn ở đây thì nó hầu như là nó không có bị hở luôn này, các anh thấy không? Đó, con này mã số 9, dài tổng của nó là 22 cm, giá của nó là 300.000 nha các anh, mã số 9 300.000. Dạ, mã số 10 là một con kìm phe. Con này là kìm mở phe ngoài nha các anh. Đó, nó sẽ mở thông số là 12 cho tới 30, hàng của Super Tool. Dòng này là mới hoàn toàn 100% made in Japan. Mới hàng mới giúp em nha các anh ơi. Đó, các anh không có cần phải lăn tăn ha. Tổng chiều dài của con này là 19 cm, giá là 380.000 nha các anh. Đó, em bán hàng mới giá bãi luôn ha, mã số 10 380.000 giúp em. Và mã số 11. Mã số 11 là một con cưa ha các anh. Đó, con cưa này thì các anh có thể dùng để cưa chi tiết, cưa trong các ngóc ngách và cưa sắt kim loại các kiểu đó các anh ha. Đó, dòng này là hàng của nhà KTC giúp em ha. Đây các anh thấy là ngoại hình vẫn còn rất là mới luôn nè. Đó, tặng các anh một cái lưỡi cưa luôn. Con này thì cái lưỡi cưa này là cưa kim loại ha. Size nó là 27 cm giúp em, mã 11. Con này giá của nó là 300.000 giúp em nha các anh, mã số 11 300.000 ạ. Và mã số 12 là một cái đồng hồ bơm đo hơi. Thì cái đồng hồ này vừa bơm mà nó còn vừa được đo hơi luôn ha, để nó giúp các anh khi mà mình làm việc nó an toàn hơn, nó có thể căn chỉnh được các lượng hơi mà mình bơm vô trong lốp. Đó, tại vì đôi khi nếu mình không có cái này thì các anh không có thể là mình căn được là nó đủ hay chưa. Đó, đôi khi có những cái lốp lớn mà mình làm thì nó bơm quá thì nó dẫn tới bị nổ ha, nó mất an toàn nha. Thì con này nó sẽ vừa bảo gọi là nó tăng cái tuổi thọ của cái lốp và giúp các anh mình làm nghề nó an toàn, nó chất lượng hơn ha. Con này là một cái con đồng hồ thì các anh thấy ngoại hình của nó còn rất là mới và đẹp luôn, cái mặt kính này còn đẹp này, còn full tem mạc đầy đủ cho các anh, cả đai cả đồ nhẫn đồ là ok hết ha. Nó đặc biệt là nó sẽ có một cái phần ống gọi là cái van ra bên đây này. Đó, như cái van này là của anh này. Đó, anh thấy không? Đó, thì nếu mà khi mà canh thay cái dây á, mình thay cái dây nó dài hơn, tại vì cái dây ở đây thì nó
cái phần cao su bên đây thì nó bị chắc ra như thế này đó. Các anh để vậy mình đo vẫn được. Tuy nhiên thì anh nào mình thích thay cái dây mới hoặc là thay thay cái dây dài hơn thì mình gỡ ra mình thay giúp em ha, nhưng mà mình giữ lại cái van này. Cái van này nó rất là xịn ha, con này hàng của anh này đó, em thấy không? Đó. Cái van này là của anh ha, còn cái dòng này là của Nhật nha. Cái dòng này là của The Gauss, của Made in Japan nha các anh. Đó. Nhưng mà mình có được cái van là rất là ngon. Mã số 12 đó, con đồng hồ bơm đo hơi ạ. Dạ, mã số 13 là một con dao chuyên dùng dạng dao xếp, dùng để chiết ghép cành hoặc là dùng để cắt rập các kiểu thôi các anh. Con này thì dài tổng là 18,5, với size lưỡi của nó là 7,5 cm nha các anh. Đấy, size lưỡi 7,5 cm. Về phần lưỡi là còn ngon nha các anh. Mã 13, con này giá là 300.000 giúp em ạ. Mã 13, 300.000. Và mã số 4 là một con kéo tỉa ha các anh. Con này thì dài tổng của nó là 20 cm, với phần lưỡi của nó là 5,5, chốt đồng đàng hoàng, xịn sò ha. Thì như các anh thấy là con này là phun chữ phun mộc ở trên thân luôn ha. Đó. Phần lưỡi là đẹp, các phần mũi nhọn là còn ngon hết nha các anh. Đó, các anh thấy không? Dạng kéo tỉa bướm cực kỳ là ok luôn đối với dòng này. Mã số 14 giá là 450.000 nha các anh, 14 450.000 ạ. Dạ, mã số 15 là một con cần nối. Con này thì nó dài tổng là 15 cm, hàng của nhà KTC Nepros. Thì cái dòng này là thuộc cái phân khúc cao cấp nhất của nhà KTC, nên cái cần nối này là nó gọi là nó rất là bền và cứng cáp nha các anh. Đó, dòng cao cấp để có thể cạnh tranh với các thương hiệu lớn phân khúc cao như là mấy cái dòng của Mỹ chẳng hạn ha các anh. Đó, cái dòng Nepros này là cực kỳ xịn ha. Đầu của nó là đầu 3 phần 8, nối từ 3 phần 8 ra 3 phần 8 có vòng cao su ha các anh. Đó, con này mã số 15, giá của nó là 300.000 nha các anh. Mã 25, xin lỗi, mã 15, 300.000 giúp em ạ. Và mã số 16 là một con kìm đa năng. Con này là hàng của nhà con này là của nhà Happy World của Đức ha, của Germany. Con này hàng của Đức giúp em. Size của nó là 15,5 cm. Đó, nó sẽ có một cái phần kìm kẹp này. Phần này giống như là cái phần dạng cái kìm, cái cờ lê để mà các anh xoáy vặn nó đó ha. Đây, hai bên là cái lưỡi này, hai bên là cái dạng lưỡi ha các anh. Đó, thì bên trong răng lợi con này là còn đẹp giúp em nha, răng lợi hàng còn đẹp ha. Mã số 16, giá của nó là 280.000 nha các anh, 16 280.000. Và mã số 17 là một con vít gắp ha. Con này là vít gắp của Engineer, hàng của Nhật giúp em nè, Engineer Japan. Với cái đầu con này thì nó sẽ gắn cái mũi vít 6 ly 3 ha. Đó, mũi vít lục giác 6 ly 3 cực kỳ là dễ xài luôn. Đó, các anh thấy không? Nó có đầu xoay trái, xoay phải, đồ là ngon lành cành đào để các anh có thể làm việc nè. Đó, tổng chiều dài của nó tầm 11 cm, nó làm việc trong các cái ngóc ngách hoặc là trong các góc hẹp nhỏ ok ha. Mã số 17, con này giá là 180.000 giúp em ạ. À, 17 180.000. Dạ, 18 là một con búa đa năng ha, một con búa đa năng, gọi là con búa bên trong là vít luôn, búa và vít. Thì cái bên ngoài của nó là thép hai các gan. Con búa này bên ngoài của nó là thép, ở đây là cái đầu đóng của nó này, bên đây là cái đầu nhổ đinh của nó này. Đó, nó thuộc cái size dạng mini, size nhỏ thôi. Size của nó tầm 20 cm, nhưng mà bên trong của nó thì sẽ là những cái mũi vít bằng đồng ha. Đó, những con này thì sẽ là bằng đồng chính hiệu nè. Đó, nó sẽ là một cái bộ vít. Con này là cái dạng búa mẹ bồng con, bên trong là vít đây, các anh thấy không? Đấy, ngoài cái giá trị sử dụng nó còn có giá trị sưu tầm nữa ha. Đó, các anh thấy nó sẽ có một cái bộ vít đây. Bộ vít này thì thân của nó là bằng đồng nha các anh. Thân của con này là bằng đồng giúp em này ha. Đó. Đây là bằng đồng này các anh. Đó. Còn cái thân thép ở ngoài của con này thì dạng thép ha. Đó. Dạ rồi, con này mã 18, giá của nó là 380.000 nha các anh, 18 380.000 ạ. Và mã 19 là một con mỏ lết lùn.
con mỏ lết lùn này hàng của nhà shopper giúp em ha. Đó, thì những cái dòng mỏ lết lùn này thì nó sẽ làm việc ở trong những cái ngóc ngách hẹp nhỏ mà những cái dòng lớn khác nó không vào được. Đó, thì cái con này nó sẽ vào và cái ngàm của nó hãng sẽ tập trung cái phần chất thép để khi mà các anh vặn mở á, ngay cả những cái con ốc lớn hoặc tác dụng lực mạnh thì con này nó vẫn chịu được ha. Đó, thì con này nó size của nó là 16 cm, đã các anh thấy nó cũng dài 16 cm, nhưng cái ngàm của nó sẽ đặc biệt là dài và cái nó dày hơn những cái dòng khác ha. Con này thì cái ngàm của nó sẽ mở là 36 mm, tương đương là 3,6 cm. Đây là phần ngàm của nó nha các anh. Đó, đây là phần ngàm của nó này. Đây, cái chỗ này thì nó cũng sẽ hơi dập dập chút xíu, nhưng mà nó không có bị sao hết trơn nha các anh. Mình hoạt động, mình xài là vẫn còn ok hết nha. Đó, con này mã số 19 giúp em, giá của nó là 300.000 nha các anh. 19, 300.000 ạ. Và mã số 20 là một con tu lấy dấu của Nigatasaki. Con này hàng của Nhật giúp em ha. Cái mũi lấy dấu còn đẹp. Và các anh chú ý là những cái dòng lấy dấu mà em bán thì bất kể con này em cũng đều test rồi, các anh cứ yên tâm về mình hoạt động. Tại vì bên trong những cái con này nó là thành cái hệ thống búa rồi, các anh chỉ cần nhấn là có dấu ha. Các anh nhấn là có dấu, rất là nhanh luôn, tiết kiệm thời gian. Size con này là tầm 13,5, mã số 20. Giá của con này là 330.000 nha các anh, 20 330.000. Và 21 là một con cần của nhà Facom của Pháp. Đó, thì các anh biết là Facom là một cái thương hiệu thuộc cái phân khúc cao cấp và nó cũng rất là nổi tiếng ha các anh. Đó, con dòng này là của Pháp này, các anh thấy cái chất thép của nó rất là dày dặn, nó cũng được phủ bóng gương đàng hoàng luôn nha các anh. Đó, đầu của con này sẽ là đầu 3/8 ha, đầu 3/8 xoay trái phải đều được ha. Đó, và cái phần cần tay lắc của nó đây, cái phần cần ở đây sẽ là dạng là nó dạng cao su đó, nên khi mà các anh cầm thì nó có cái độ êm mượt. Và cái con này là thuộc cái bánh răng của nó khá là mịn ha, nó thuộc cái dạng nhiều bánh răng á, nên là cái bánh răng của nó khá là mịn đó. Và với cái chất lượng bánh răng nhiều và nó mịn như thế này thì khi mà các anh làm việc trong những cái ngóc ngách hẹp nhỏ, nó có thể di chuyển được, nó có thể gọi là các anh có thể là hoạt động được ngay cả trong những cái góc hẹp nhỏ hơn ha. Đó, thì tại vì những cái con bánh răng mà nó lớn á thì khi mà nó phải di chuyển tới cái bánh răng tiếp theo thì nó mới có thể di chuyển được cái vật mà các anh muốn xoay vặn mở, đúng không? Thì những cái con này nó có cái cơ chế bánh răng nó sẽ mịn hơn. Đó, nó nhuyễn hơn để các anh làm việc trong những cái ngóc ngách hẹp hơn vẫn rất ok ha. Mã 21. Con này giá là 450.000 nha các anh, 21 450.000. Thì con này chiều dài của nó sẽ là 18 cm nha các anh, 18 cm, hàng của Pháp ạ. Và mã số 22 là một cục đá mài. Cục này thì cái độ nhám của nó là 1.000 nha các anh. Đó, nó dùng để mài dao kéo các kiểu ha các anh. Đó, là ngon lành cành đào. Cái cục này thì nó phải lớn gấp đôi, nó dày gấp đôi so với các cục khác nha các anh ơi. Đó, và cái đầu ở đây các anh coi, các đầu đá rồi là vẫn còn là ok ha. Đây, mấy cái chỗ này nó không có đáng kể ha các anh. Đó, cục này phải dày gấp đôi so với cục thường. Chiều dài của nó là 21 cm, chiều gọi là độ dày của nó con này phải 6 cm nha các anh, 6 cm. Độ rộng, chiều rộng con này là 7,5 cm, mã số 22 giúp em ha. Đó, mã số 22. Và 23 là một con thước gấp. Con thước gấp này anh có thể đo được là 45 120, đo trong ngoài đều được. Và đặc biệt là các cái đầu ở đây là nó có thông số này để các anh có thể là mình đo, mình kẽ ngang đồ được nè. Đó, các anh thấy không? Đó, con này là dòng thép không rỉ ha, các thông số được khắc vào trong thân cực kỳ là xịn luôn, để khi mà các anh làm việc này nọ đó thì nó không có bị mờ ha. Mã số 23, giá là 180.000 giúp em, 23 180.000. Và 24 là một bộ gọi là một bộ dùng để là đo dêm, đo cung đồ đó các anh. Đó, đây ha, nó khá là dày luôn. Dày ở đây là nó có nhiều cái kích thước thông số đó các anh, để mình có thể đo ha. Đó, ví dụ như 7,5 rồi 8 8,5 9. Đó, rồi nó cứ lần lượt ha. Đó, cho tới 10, cho tới 150 này. Đó, bên đây cũng vậy. Đó, các anh thấy không?
Bộ này khá là xịn luôn, tại vì nó rất là nhiều thông số để các anh có thể là mình làm ha. À, con này là hàng của nhà Fuji ha, con này là của nhà Fujita, hàng của Nhật nè, made in Japan này, các anh thấy không? Đó, bộ này 24, giá của nó là 300 nghìn nha các anh, 24, 300 nghìn ạ. Và mã số 25 là một con búa, con này là dạng búa tạ nha các anh, một dòng búa tạ con này. Rất là nặng nha, rất là nặng. Hàng của Mỹ giúp em. Dòng này là của Made in USA, vô cùng là xịn sò ha. Đó, của nhà Hupila các kiểu. Đó. Đây kén kiếp của nó là phần kén của nó đây nha các à. Đó, đây anh thấy nè. Đó. Đó. Đây là về phần kén của nó, đây là phần đầu của nó này. Con này thì tổng chiều dài của nó phải lên tới là 90 cm ha các anh, con này nó lên tới 90 cm và nó rất là nặng nha các anh, hàng của Mỹ ha, nên cái chất thép của nó là gọi là cực kỳ xịn để các anh có thể là mình làm việc được. Đây số hiệu hiệu là còn đầy đủ hết đối với dòng này. Nói về cái đầu múa thì riêng cái đầu múa này là nó đã dài tổng là 10, nó đã dài là 16 cm rồi nha các anh ơi, 16 cm ha, với cái đường kính con này là tầm khoảng gần 6 luôn, nó tầm 5.8 rồi luôn đó các anh. Đấy, các anh coi các đầu búa rất là đẹp nha. Đó, con này khá là nặng luôn đó, hàng của Mỹ ha, nên là cực kỳ chất lượng đó. Dòng này thì là bao búa bao độc cho các anh luôn ha, rất là ngon nha các anh. Đó thì mã số 25 giúp em ha. Đó thì em đã lên tổng cộng là 25 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó giúp em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.